Đứng ống chạy là hướng dẫn cách vệ sinh máy xay HC600 cũng như là lúc mà bị ngạt hay là bị dính với ngày vặt ha. Lấy cái phễu cà phê ra xong mình ta vặn ốc ốc khóa này nè. Rồi vặn theo cái chiều to, mở cái chiều to vặn ra. Nếu giả sử như trường hợp mà cà phê nó bị ngạt, bây giờ chúng ta xay quá mịn hoặc là vô tình chúng ta xay lần hai thì chúng ta chỉ cần vặn theo chiều to như thế này. Đó, và cùng chiều kia đồng hồ là hạt cà phê nó sẽ to ra, còn vặn ngược lại là cà phê nó mịn ha. Giờ chúng ta cứ vặn vặn hết cỡ ra. Đây chúng ta sẽ vặn hết cỡ ra thì chúng ta sẽ lấy được cái đĩa nghiền để chúng ta vệ sinh. Đây tôi vặn hết ra. Đây, đây. Cà phê nó sẽ bị dính như thế này. Chúng ta muốn vệ sinh thì chúng ta sẽ tháo ốc ra. Chúng ta để ý trên này nó sẽ có những cái lò xo, ba cái lò xo này là chúng ta để ý ha, để đừng tránh rơi rớt mất ha. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy ra để vệ sinh. Ví dụ chúng ta sử dụng một cái chổi để chúng ta vệ sinh. Và chúng ta trường hợp thay đĩa thì chúng ta cũng chỉ mở ra như vậy thôi. Rồi sử dụng chúng ta vít có ốc này, đấy, để có ốc chúng ta sẽ vặn ra. À, rất là đơn giản vậy. Rồi chúng ta lấy cái ngà vặt ra. Còn ở đầu bên kia nó sẽ có một cái đĩa. Đó, đầu ngược lại, một cái đĩa cố định, một cái đĩa xoay ha. Đĩa trên là đĩa cố định, đĩa dưới là đĩa xoay. Thì chúng ta cũng vệ sinh các cái lưỡi đĩa cái khay nữa này, chúng ta vệ sinh nó sạch sẽ. Rồi chúng ta sau khi vệ sinh xong chúng ta lắp lại, chúng ta cũng mát. Đó, chúng ta sẽ bật lên để kiểm tra. Chúng ta vệ sinh lấy chiếc ngày vật, giả sử như chúng ta bị dính đá, dính đinh hay gì đó. Nó đứng thì chúng ta cũng lập tức tắt máy ngay. Chúng ta sẽ tháo ra như vậy để lấy chiếc ngày vật rồi xong chúng ta vệ sinh xong lắp lại. Thì cái trình lắp chúng ta cũng làm ngược lại thôi. Khi mà chúng ta vệ sinh sạch sẽ đĩa rồi, và cũng hàng tuần hoặc là 2-3 ngày đó chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh, để mục đích là để có cà phê nó sạch hơn, nó không có cái lượng cà phê cũ. Và đó, chúng ta khi mà lắp này, để ý nó sẽ có ba cái vị trí, ba cái lò xo này, lấy vệ sinh này, nó bị kẹt lò xo này. Dở lên cái đấy. Thì mấy cái lò xo này ta để ý vệ sinh cho nó sạch. Trong khi chúng ta lắp nó bị khi vặn chỉnh thì cái đĩa nó sẽ rất là nặng nề và rất là khó để chúng ta đi di chuyển xuống đi lên. Rồi chúng ta lắp vệ sinh hết thì chúng ta lắp lò xo lại, lưu ý ha, nhớ lắp lò xo vô chứ không có lò xo không chỉnh được ha. Chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, lắp lò xo lại. Rồi chúng ta vặn vô ngược lại quá trình ban đầu. Ra khi mà vệ sinh ba cái lỗ mà để gắn lò xo này, chúng ta vệ sinh để cho nó có đồng hồ tốt hơn. Rồi chúng ta gắn lò xo lại. Rồi vặn cái đĩa ngoài vô. Là đĩa chúng ta vệ sinh xong rồi cho nó sạch sẽ thì nó đĩa nó sẽ lâu mòn hơn nha các bạn. Rồi các bạn bỏ đĩa vô xong. Khi mà cái lò xo thì nó sẽ khi lắp thì nó sẽ có tác nhúng lên xuống cái đĩa như thế này. Khi ta siết thì nó cái này nó sẽ đi xuống. Siết cái bộ phận này nè. Đó, khi mình siết rồi nó sẽ nhấn cái này đi xuống nè. Hai cái đĩa nó sẽ sát lại với nhau. Rồi, tới đây. Vô.
Bạn vô là chúng ta sẽ bạn ngược chiều kim đồng hồ ha, theo kiểu chỉnh hoặc bình á, thì chúng ta mà những cái răng đầu tiên thì nó hơi khó, chúng ta lắp nhẹ nhàng để cho nó vào, nó vừa kết hợp chúng ta đè xuống một xíu thì nó sẽ dễ vào răng hơn. Và lắp lắp xoay nó nhẹ nhàng được các bạn, nó lắp nó bị lệch là nó xoay rất là nặng là nó hư gai, thì nó phải lắp lại. Bạn vô rất là nhẹ nhàng mới được. Rồi khi mà nó lắp xong thì chúng ta tiến hành kiểm tra để chỉnh đồ bình, nó bật máy lên, ta cứ vặn vào, vặn vào, vặn vào, khi mình nghe cái tiếng đĩa mà nó kêu nó cạ lại, như là hai đĩa nó gần sát nhau thì chúng ta ngưng, ngưng xoay đó, chúng ta cứ xoay đấy, nó đã có tiếng đĩa kêu đó. Rồi đấy, nó ngược lại liền đấy. Rồi chúng ta sẽ, khi mình nó kêu như vậy thì chúng ta vặn ngược lại là nó vừa. Chúng ta lắp thử vô, lắp thử vô để xài thử kiểm tra độ mịn như thế nào. Rồi khi mà ta bật máy lên, chúng ta rút cà phê ra từ từ thôi nha các bạn, để hao cà phê đó rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra từ cái đường mịn của cà phê nó ra như thế nào. Chúng ta coi đường mịn như thế này, chúng ta coi những kiểm tra này trực quan ha. Chúng ta không cần như thế này tương đối rồi nè, với những cái dòng máy công suất nó yếu thì chúng ta đường mịn như thế này, còn nếu máy mạnh thì có thể xay mịn.